Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình nha. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một cái đội hình mà đối với mình, hay là nói chung là đây là một đội hình được rất là nhiều các bạn đã yêu quý và là câu lạc bộ có lượng số lượng fan lớn bậc nhất thế giới. Thì anh em đoán ra cái đội hình này là gì rồi? Và ngay khi cả mình là một người mua bán ạc và cây vàng thì cái số lượng ạc mà bán ra từ đội hình Manchester United nó rất là nhiều. Đấy. Nó không phải là gọi là nhiều quá nhưng mà nó nhiều hơn với các đội hình còn lại. Đấy, ok. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục thì mình đã từng làm một video về đội hình Manchester United rồi. Nhưng mà hồi đó thì nó vẫn còn là rất là sơ sài cũng như là các cầu thủ nó rất là cũ. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật lên phiên bản mới. À không phải. Không phải phiên bản mới mà đó là một cái các cầu thủ mới và chỉ số mới như bây giờ. Đấy thì không lòng vòng nữa. Thì mình sẽ bắt đầu vào review. Thì anh em nhìn qua đây, mình là một Madridista, nghĩa là fan của Real Madrid, chứ không phải là một fan của MU. Nhưng mình nhìn đội hình này mình cũng rất là thích rồi. Đây là một cái đội hình mà mình ưng ý bậc nhất luôn. Từ cái hồi mình xây dựng đội hình để bán cho anh em cùng mình làm video thì đây là đội hình mình ưng ý nhất. Tại sao lại ưng ý như vậy? Bởi vì là trong cái đội hình này thì chúng ta có tới tận 11 cầu thủ chính này và 6 cầu thủ phụ là là 16, tất cả mình là 16 cầu thủ. Và thực sự là đây là một điều mong ước đối với những ai mà muốn xây dựng đội hình mà có một đội hình đầy đủ như thế này. Ngoài ra đội hình đủ rồi thì chúng ta lại còn có thêm những cái cầu thủ, ví dụ như là Sancho này, cầu thủ đang gọi là có một chút gì đó liên quan đến Manchester United, và các bạn Manuson thì đều muốn là Sancho đến với sân Old Trafford. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có hai huyền thoại, đó là Rooney. Có một điện thoại đó Rooney, điện thoại của sân Old Trafford, và Zlatan cũng là một cầu thủ từng thi đấu cho Manchester United. Còn ở dưới là các cầu thủ khác thì chúng ta không nói đến. Ok, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ review cái đội hình chính nhá. Đây là một đội hình rất là ngon luôn, và anh em nào muốn đội hình Manchester United như thế này thì liên hệ ngay với Zalo của mình, thì chúng ta có những cái đội hình ngon nhất anh em nhá. Đầu tiên thủ thành hôm nay mình vừa đi việc tí anh ạ, về vẫn chưa kịp thay quần áo là quay video cho anh em xem luôn. Đấy, áo vẫn còn chưa kịp thay. Ok. Đội hình thủ thành mình sẽ không ai khác ngoài David De Gea. Ngoài ra thì còn Dean Henderson, nhưng mà bây giờ chỉ số của Dean Henderson vẫn là rất là thấp, nên là mình tìm vẫn chưa thấy có anh em ạ. Thủ kệ. Thủ thành số 1 vẫn là David De Gea nhá. Bộ đôi trung vệ đang rất là chắc chắn hiện tại đó là Hadi Bakay, đội trưởng, và Victor Lindelof sẽ là bộ đôi trung vệ. Hai bên cánh đó là máy chạy Wan-Bissaka và Luxor vẫn giữ được khả năng của mình. Tiếp theo, bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ để đó là Bruno Fernandes và Paul Pogba. Và bên cánh sẽ là để cầu thủ trẻ Donny van de Beek. Thì đây là cái vị trí do mình sắp xếp thôi nha, chứ không phải là dự đội hình một cái vị trí chuẩn xác nhất. Nên là anh em xem video thì anh em phải cân nhắc, anh em phải chọn lọc những cái gì mà nó đúng. Đấy, cái này là do mình sắp xếp nhá. Đây là do mình sắp xếp chứ không phải là cái gì đó. Tiếp theo, bên cánh sẽ để đó là Mason Greenwood nhá. Đây là một cầu thủ trẻ đang thi đấu rất là hay thời điểm hiện tại, và chắc chắn trong thời điểm mà trong phiên bản cập nhật tới thì Mason Greenwood sẽ là tăng chỉ số. Là một điều chắc chắn mình dám chắc với anh em luôn. Ok. Có lẽ mình sẽ có Pogba sang đá cánh đi, bởi vì speed nó cao hơn, và để Bruno Fernandes và Van der Beek ở vị trí tiền vệ trung tâm. Và bộ đôi tiền đạo đang rất là, nói chung là phong độ khá là ổn, và ngoài ra lại còn đá lên chân nữa anh em ạ, đó là Anthony Martial và Marc Rashford. Ok, tiếp theo bộ đôi tiếp theo đấy là những cầu thủ chính, còn cầu thủ dự bị thì cũng còn rất là có rất nhiều cầu thủ ngon, hay là Phil Jones này, Fred cũng là một quan trọng này, hay là Eric Bailly. Ngoài ra này có cả quả bóng cười Lingard nữa, và đây là Juan Mata. Đấy. Ngoài ra có Sancho này, chúng ta có thể thay thế vào. Ok. Thì ở video sau nhá, mình sẽ hướng dẫn anh em cách để build đội hình ngon, nghĩa là xây dựng đội hình ngon và tìm được các cầu thủ nổi tiếng nhá. Thì anh em hãy đón chờ video sau bằng cách đó là like, share video này lên thật nhiều view anh em nhá. Bây giờ không lòng vòng nữa, chúng ta chơi một trận đấu đá online đi. Làm trận. Với đội hình này thì các đối thủ sẽ phải nói chung là nhìn mê luôn. Đến mình là không phải một fan MU nha, mình rất là mê rồi. Đây cũng là một đối thủ, đó là
fan Manchester United anh em ạ. Đấy, cái tên cũng để là Manchester United. Và có Pogba này nhưng không thể đầy đủ như mình được. Ai cứ anh em nào cứ muốn đội hình ngon như thế này thì cứ liên hệ với mình nhá. Qua số Zalo đấy thì mình sẽ làm hết. Và đương nhiên là sẽ mất phí rồi, bởi vì là cái đội hình này ngon này rất là tốn rất là nhiều thời gian luôn và tốn rất là nhiều công sức. Anh em nào thật sự đam mê thì mình không quan trọng đến tiền bạc anh em ạ. Thì là Bruno Fernandes, Martial, Rashford. Chút hơi nhẹ anh em ạ. Còn Bissaka này. Ôi giời, một ném biên hơi nhẹ đến chân của Ribéry. Aguero. Ôi vượt qua được cả mình Harry Maguire rồi, nhưng không để qua được lúc so chốt trận cuối cùng. Hôm nay lại có rất nhiều tình huống mình chuyền hơi bị quá trớn đấy anh em ạ. Lindelof phá giải luôn. Van der Beek. Pro. À, đá phía đầu 4-4-2 này mình không quen một chút nào anh em ạ. Thường thường mình đá với 3 tiền đạo thì nó quen hơn. Thôi không sao, khắc phục. Rất ít người để phối hợp. Phải phối hợp đi, phối hợp lại để có thể tìm ra khoảng trống vì đội bạn đang chơi phòng ngự anh em ạ. Ôi, chưa được việt vị rồi. Máy mình thì nó hơi đơ một chút anh em thông cảm nhá. Thì sắp tới thì nếu mà được ủng hộ anh em thì mình sẽ gọi là đầu tư một chút, kiếm ra những con máy ngon hơn. Rồi, những cú sút như vậy thì không có thể đủ khả năng để đánh bại được David De Gea, thủ thành số 1 của Manchester United cũng như là hiện tại là thủ thành được sử dụng nhiều nhất ở trong game anh em ạ. Ok, hết hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số đang là không đều. Hay là thay Sancho vào anh em nhỉ? Sẽ chặn Sancho đi sang chỗ của Pogba này. Pogba sẽ sang vị trí của Greenwood. Chúng ta thử sơ đồ này xem như thế nào.
Radford. Tốc độ. Ok, điều chạy đứng rồi. Ở đây là Bruno. Bruno Fernandes. Matia. Ôi, một pha ra chân rất là nhanh của Van der Beek, nhưng mà rất tiếc thì bóng lại bay trúng vào vị trí của thủ thành đội bạn. Mình thì mình dứt điểm không được tốt anh em ạ, bởi phím của mình nó hơi khó bấm một chút. Đấy, đến đây thì video của mình cũng sẽ kết thúc nhá. Anh em xem video mình thấy hay thì hãy like. Ồ, Van der Beek, đúng anh em ơi, Van der Beek là cầu thủ xuất sắc nhất trận này. Rất là ngầu luôn, trong pha ra mắt đầu tiên thì Van der Beek là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay. Đến đây thì video mình sẽ kết thúc nhá. Anh em nào có ý tưởng hay thì comment bên dưới để mình thực hiện nhá. Đến đây thì mình bye bye anh em. Chúc anh em xem video của mình thật vui vẻ. Và bây giờ là...